Chiều 6 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh với các sở, ban ngành địa phương và cơ sở y tế trong tỉnh về tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng tham dự. Trong đợt 3, toàn tỉnh có 21.000 liều vaccine ngừa COVID-19 và đã tiêm được 90%. Số còn lại sẽ dành tiêm cho các doanh nghiệp Nhật Bản và hoàn thành vào ngày 11 tháng 8 tới. Trong đợt thứ tư triển khai từ ngày 29 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 8, các cơ sở tiêm chủng mới tiêm được hơn 12.000 liều, gồm các loại vaccine AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Dự kiến trong đợt 5, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai 73.000 liều vaccine AstraZeneca và 84.000 liều vaccine Moderna. Sau đó, Sở Y tế sẽ phân bổ vaccine AstraZeneca cho hai nhóm, gồm lực lượng tuyến đầu chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế. Còn vaccine Moderna sẽ tiêm cho cán bộ hưu trí, đối tượng chính sách xã hội do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách, đa số đều trên 60 tuổi. Theo lãnh đạo Sở Y tế, những ngày qua do tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ phòng chống dịch và điều trị bệnh nhân COVID-19, nên nguồn nhân lực y tế luôn trong tình trạng quá tải. Điều đó đã ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng vaccine. Sở Y tế đã giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm đầu mối để huy động lực lượng y tế cơ sở trong và ngoài công lập, thành lập 5 đến 6 đội tiêm chủng lưu động hỗ trợ thành phố Biên Hòa. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, vaccine phòng COVID-19 là giải pháp lâu dài bền vững trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, tiến độ tiêm vaccine đang rất chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu. Bộ Y tế đã yêu cầu Đồng Nai phải tiêm hết số vaccine hiện có mới được phân bổ tiếp. Những cái chỗ nó nặng hơn, thì tôi đề nghị ngành y tế có cái rà soát cụ thể cũng như đi CDC, rà soát cụ thể để tham mưu cho Sở Y tế, tham mưu lại cho Ban chỉ đạo để chúng tôi tính quyết cái này, làm sao mà chúng ta phân bổ có hiệu quả mà phát huy được tốt nhất cái việc tiêm chủng này. Đấy, còn cái việc mà ngành y tế thấy rằng là có cái sự đơn độc thì ở chia sẻ ở đây thì tôi đề nghị các cấp chính quyền địa phương, các đồng chí cố gắng là nhìn trên một cái góc độ tổng thể, lực lượng nào huy động được vào để hỗ trợ cùng với ngành y tế để chúng ta thực hiện cái công tác chống dịch, dập dịch. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phải xác định công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 là nhiệm vụ chính trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Cần đưa công nghệ thông tin vào tiêm chủng, phải đẩy nhanh tiến độ. Chậm nhất ngày 10 tháng 8, các huyện, thành phố phải rà soát lại các đối tượng tiêm chủng theo nghị quyết 21 để hoàn thành danh sách tiêm chủng. Các địa phương phải chủ động thành lập các đội tiêm, bàn tiêm vaccine để đảm bảo tiến độ. Riêng thành phố Biên Hòa có số người tiêm vaccine đông, chiếm hơn 1/3 của toàn tỉnh. Do đó, thành phố cần xem xét lại các tổ chức tiêm chủng sao cho nhanh và gọn.